Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Trong chương trình hôm nay thứ sáu ngày 28 tháng 9 sẽ có những tin chính đáng chú ý sau đây. Bão số 5 đổ bộ vào Thừa Thiên Huế gây ra rất nhiều thiệt hại. Ngay sau khi bão đi qua, toàn tỉnh khẩn trương bắt tay ngay vào công tác khắc phục hậu quả thiệt hại. Hoạt động vận tải hành khách từ Thừa Thiên Huế đi Đà Nẵng và ngược lại được khôi phục trở lại. Nhu cầu đi lại giữa hai địa phương rất lớn, dẫn đến tình trạng quá tải tại các chốt kiểm soát y tế. Tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn phường Tử Hà, thị xã Hương Trà ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân nhưng vẫn chưa có biện pháp khắc phục hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chương trình với thông tin cập nhật về cơn bão số 5. Sáng nay 18 tháng 9, bão số 5 đã đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Thừa Thiên Huế là địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão. Bão đổ bộ vào đã gây mưa lớn phổ biến từ 150 đến 200 mm, gió mạnh cấp 8, giật cấp 11 và gây ra rất nhiều thiệt hại. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh, vùng chịu thiệt hại nặng của bão tập trung tại các địa phương ven biển Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, thị xã Hương Trà, Hương Thủy và thành phố Huế. Bão đã làm một người chết, hàng chục người bị thương, hàng ngàn căn nhà bị tốc mái, hệ thống cây xanh, lưới điện, thông tin liên lạc và nhiều công trình hạ tầng khác bị thiệt hại nặng. Ngay khi bão đi qua, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp kiểm tra tình hình thiệt hại và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do bão gây ra. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Trường Lưu kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục tại các huyện Phong Điền, Quảng Điền. Lãnh đạo huyện Phong Điền đã báo cáo nhanh với Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu về thiệt hại ban đầu trên địa bàn. Theo đó, trên địa bàn huyện có gần 1.000 nhà bị tốc mái, 2,5 triệu cây đổ ngã, 25 người bị thương và đặc biệt có một trường hợp tử vong do cây ngã. Thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 3 tỷ đồng. Trước những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đề nghị lãnh đạo địa phương tiếp tục thống kê mức độ thiệt hại, khẩn trương khắc phục hậu quả mưa bão, đồng thời yêu cầu chính quyền các cấp cần nhanh chóng tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ những người dân gặp khó khăn về lương thực, thực phẩm, thuốc men, bảo đảm an toàn về sức khỏe cho người dân. Hiện nay huyện đã chỉ đạo cho đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban là đi kiểm tra các trường học để mà chỉ đạo khắc phục sớm trong ngày mai và ngày mốt, để thứ hai là sẽ đưa vào học bình thường. Còn đối với các nhà ở thì hiện nay đang chỉ đạo cho các xã là tổ chức là các cái đoàn để về rà soát và cùng với tham gia lực lượng giúp cho bà con, đặc biệt là các cái hồ mà không có sức đồng, còn lại các hồ mà có sức đồng thì chủ động là khắc phục để mà ổn định cuộc sống. Kiểm tra thiệt hại do thiên tai gây ra tại huyện Quảng Điền, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu chỉ đạo cấp ủy chính quyền địa phương huy động tối đa lực lượng, nhất là lực lượng vũ trang trực tiếp về cơ sở phối hợp với nhân dân khắc phục hậu quả của mưa bão, giảm thiểu thiệt hại của nhân dân. Trước tình hình này thì tỉnh cũng đã tập trung chỉ đạo các huyện trên tinh thần là chủ động tại chỗ, chủ động để dọn dẹp cây xanh, chủ động để hỗ trợ dân khắc phục lại cái nhà bị tốc mái, và đối với những cơ sở lớn như trường học, bệnh viện thì huy động lực lượng quân đội, công an và dân quân tự vệ để tập trung hỗ trợ làm thế nào để khắc phục sớm và đảm bảo cho các em, rồi đảm bảo cho các cơ sở đi vào hoạt động trong thời gian sớm nhất. Và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục thống kê lại cái tình hình và sẽ có những cái giải pháp cụ thể hơn. Hiện nay mặc dù bão số 5 đã tan, tuy nhiên hoàn lưu của bão được dự kiến sẽ gây mưa lớn trong 1-2 ngày tới. Thực hiện nghiêm túc phương châm 4 tại chỗ của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, hiện nay các lực lượng phương tiện đã sẵn sàng để chủ động triển khai công tác cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xấu nhất, đồng thời triển khai khắc phục nhanh hậu quả bão lũ. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Phan Ngọc Thọ đã đi kiểm tra tình hình và chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại tại thành phố Huế và thị xã Hương Thủy, thăm các nạn nhân bị thương trong bão. Tại nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Huế như Nguyễn Huệ, Phan Đình Phùng, Nguyễn Thị Minh Khai và rất nhiều tuyến đường khu vực nội thành, hàng trăm cây xanh bị ngã đổ, nhiều phương tiện của người dân bị cây xanh gãy đổ đè lên gây hư hỏng nặng, giao thông bị tê liệt. Kiểm tra và động viên lực lượng đang tham gia dọn dẹp hiện trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ yêu cầu công ty công viên cây xanh khẩn trương tập trung lực lượng, phương tiện, máy móc phối hợp với các lực lượng khắc phục thiệt hại do bão số 5 gây ra, thu dọn dứt điểm hệ thống cây xanh gãy đổ, đảm bảo giao thông thông suốt. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng do có sự chủ động với phương châm 4 tại chỗ trong phòng chống nên mức độ thiệt hại của bão trên địa bàn tỉnh giảm đáng kể. Tuy nhiên, vẫn còn có những thương vong về người, tài sản, các tuyến hạ tầng đường viễn thông, đường điện bị gián đoạn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp chính quyền tuyệt đối không được chủ quan, tiếp tục hướng dẫn, triển khai các biện pháp để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân. Đồng thời, yêu cầu chính quyền các cấp cần nhanh chóng tổ chức thăm hỏi, động viên,
hỗ trợ những người dân gặp khó khăn, hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, thống kê thiệt hại sửa chữa các công trình trường học, bệnh viện, các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng sản xuất trên địa bàn để nhanh chóng đi vào sản xuất. Trong hai ngày cuối tuần, yêu cầu tất cả lực lượng vũ trang, cán bộ công nhân viên chức, đoàn thể, học sinh sinh viên trên địa bàn phát huy tinh thần ngày chủ nhật xanh, tập trung ra quân tổ chức vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, triển khai sớm các biện pháp phục hồi sản xuất. Tại các địa phương ven biển của tỉnh bước đầu cũng đã ghi nhận nhiều thiệt hại. Phản ánh của phóng viên thời sự tại địa bàn thị trấn Thuận An, địa bàn xung yếu chịu tác động lớn của bão. Theo thống kê ban đầu, tại thị trấn Thuận An, cơn bão số 5 đổ bộ đã làm 4 người bị thương, một ngôi nhà bị sập, hơn 500 căn nhà bị tốc mái, 35% diện tích rừng phòng hộ ven biển bị ngã đổ, 30 phương tiện đường thủy bị đánh chìm. Ngoài ra, nhiều tài sản của người dân cũng bị hư hỏng như hệ thống tường rào, cây trồng, diện tích nuôi trồng thủy sản. Khi nữa tôi chạy vô cái là ngõ lên cũng lên đây cũng bay ao lên cái là tôn bay ra rồi, và đến khi đó tôn vừa bay ao xong cái lần bờ nguyên một mái nhà luôn, là khi xong rồi lần thằng mà trụ điện nữa lần mang làm một cái âm một của là ngõ ra của là về hết thôn hết vía con trong nữa là 5-6 đứa là khắp thằng lá vô giờ nữa là cái 9:30 là hàng đáng vô ngoài hàng vô lần kia chỉ hết, mà khi mà xây sóc lại là về giờ nôm á là bắt đầu hàng đoạn sức quấn rửa bằng quá như rồi chống lại lần khi sập xuống bờ xuống của lần bị hết luôn thắng hoáng luôn. Nắm được tình hình trên, ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị trấn Thuận An đã huy động cả lực lượng xung kích, biên phòng, công an thị trấn giúp đỡ cả gia đình có nhà bị tốc mái dọn dẹp, vận chuyển đồ đạc và bố trí chỗ ở tạm. Đồng thời tiến hành kiểm tra, đánh giá cụ thể tình hình thiệt hại về sản xuất nông nghiệp và đề xuất hỗ trợ theo quy định. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại, địa phương đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương rào chắn khu vực nguy hiểm, huy động phương tiện, máy móc để nỗ lực khắc phục sự cố nhằm thông các tuyến đường bị ảnh hưởng trong thời gian sớm nhất. Sau đây là tổng hợp về tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả của bão số 5 tại các địa phương trong tỉnh được cập nhật đến 17 giờ chiều hôm nay. Theo thống kê bước đầu của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thị xã Hương Trà, cơn bão số 5 không gây thiệt hại về người, có một người bị thương, một người mất tích và trên 1.170 nhà bị tốc mái. Hệ thống điện thông tin liên lạc bị hư hỏng nặng. Ngay sau khi cơn bão số 5 đi qua, lãnh đạo thị xã Hương Trà đã trực tiếp đi kiểm tra tình hình tại các địa phương, đồng thời có những chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa bão để sớm ổn định đời sống của người dân. Theo thống kê nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Phú Vang, bão số 5 đã làm gần 14.000 cây xanh bị đổ ngã, trên 1.400 nhà bị tốc mái, 29 cột điện bị đổ ngã, 31 chiếc ghe bị vỡ, chìm, 14 người bị thương. Ngay sau khi cơn bão đi qua, huyện Phú Vang đã nhanh chóng đi kiểm tra thực tế tại các địa phương trên địa bàn để nắm tình hình thiệt hại và huy động các lực lượng tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, tập trung cứu chữa, thăm hỏi người bị thương. Tại thị xã Hương Thủy, thống kê sơ bộ có 10 người bị thương. Tuyến quốc lộ 1A đoạn ngang qua tổ 11 phường Thủy Phương bị ùn tắc cục bộ do 5 cây xanh cổ thụ bị bật gốc. Trên địa bàn thị xã có hàng trăm cây xanh bật gốc, hàng ngàn ngôi nhà bị tốc mái. Lãnh đạo thị xã Hương Thủy đã đi kiểm tra đốc thúc các lực lượng ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 5 cũng như tiến hành hỗ trợ người dân trong và sau bão. Ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn huyện Nam Đông có mưa lớn cộng với việc điều tiết lũ của các thủy điện đã làm mực nước ở các sông suối tăng báo động, đỉnh điểm là từ 4 giờ đến 7 giờ ngày 18 tháng 9, mức nước tăng 5 mét. Tại thôn Phú Mậu, xã Hương Phú có hơn 100 hộ dân bị chia cắt do cống ngầm nước dâng cao không qua lại được. Vẫn còn 44 người đi làm trong rừng, các vùng sản xuất chưa trở về nhà. Trên địa bàn huyện đến hết sáng ngày 18 tháng 9 không có thiệt hại về người, chính quyền địa phương đang tiếp tục kiểm tra và nắm tình hình thiệt hại. Trên địa bàn huyện A Lưới xuất hiện mưa to trên diện rộng, gió giật cấp 6 làm nhiều vùng bị ngập úng, nhất là diện tích hoa màu và cây công nghiệp của người dân. Hàng trăm cây xanh bị đổ gãy, 6 ngôi nhà bị tốc mái và 44 hộ dân bị chia cắt đã được ứng cứu hỗ trợ. Trước đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện cũng đã chỉ đạo các xã cần triển khai phương án ứng cứu và sơ tán các hộ dân ở những vùng dễ bị sạt lở, lũ quét và ngập úng nhằm đảm bảo an toàn đến tính mạng và tài sản của người dân. Ảnh hưởng của bão đã gây ra nhiều thiệt hại đối với lưới điện trên địa bàn tỉnh, nhiều địa phương mất điện trên diện rộng. Hiện nay, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã huy động nhân lực và phương tiện tập trung khắc phục các điểm xảy ra sự cố do bão gây ra. Theo Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế, sự cố bão số 5 đã làm cho gần 280.000 khách hàng, 2.050 trạm biến áp, gần 200 cột điện gãy đổ. Trong toàn tỉnh bị mất điện, tại cả địa phương bị gãy, hệ thống dây điện bị đứt, sa xuống đường. Sau khi bão tan từ 10 giờ sáng ngày 18 tháng 9, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế huy động hơn 550 nhân lực và các phương tiện cơ giới ra soát và khẩn trương khắc phục sự cố mất điện.
Công ty cho biết với những nỗ lực tích cực là khắc phục sự cố đến đâu, đóng điện cấp cho khách hàng để đảm bảo điện sinh hoạt và sản xuất. Trong chiều nay, ngành điện đã đóng điện trở lại đối với các cơ quan trụ sở nhà nước và khoảng 30.000 khách hàng các khu vực bị ảnh hưởng nhẹ. Dự kiến đến 19 giờ tối ngày 18 tháng 9, công ty sẽ khôi phục cấp điện cho khoảng 100.000 khách hàng, cấp điện đến các trung tâm huyện, thị xã. Công ty cho biết thêm, những nơi có cột điện gãy thì thời gian khắc phục sẽ kéo dài hơn. Lực lượng vũ trang tỉnh đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai ngay trong ngày 18 tháng 9. Ngay sau khi bão tan, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã huy động 400 cán bộ chiến sĩ bộ đội thường trực, trên 3.500 lực lượng dân quân tự vệ của 145 xã phường thị trấn, nhanh chóng khẩn trương cơ động đến các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề để khắc phục hậu quả, giúp bà con thu dọn hệ thống cây xanh bị gãy đổ, vệ sinh môi trường, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống trở lại. Cũng trong ngày hôm nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục điều động hơn 100 cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 1, trung đoàn bộ binh 6 và lực lượng dân quân giúp nhân dân các phường, thị xã Hương Thủy sửa chữa lại nhà cửa bị tốc mái, vệ sinh môi trường. Gió bão đã làm cuộc đổ nhiều cây xanh, gãy đổ cột điện và gây ách tắc giao thông cục bộ tại khu vực thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang. Rừng dương phòng hộ bảo vệ đập Hòa Duân có độ tuổi từ 15 năm đến 20 năm đã bị gió thổi làm gãy rạp, làm tắc tuyến giao thông quốc lộ 49B đoạn đi qua đập Hòa Duân. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã huy động 150 cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Chân Mây và Hải đội 2 biên phòng khẩn trương có mặt tại hiện trường để cưa những cây đổ, đảm bảo an toàn giao thông và triển khai các hoạt động hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả thiên tai. Ban Chỉ huy Công an thành phố Huế huy động 100% quân số phối hợp cùng các cơ quan ban ngành trên địa bàn nhanh chóng dọn dẹp cây đổ, thông các tuyến đường, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Theo thống kê, tính đến 13 giờ ngày 18 tháng 9, trên địa bàn thành phố Huế có 7 người bị thương, 816 ngôi nhà bị tốc mái hư hỏng, 11 tụ điện và một biển áp bị gãy đổ, 19 ô tô, mô tô bị hư hỏng do bị cây xanh gãy đè, hơn 250 cây xanh lâu năm có nhiều giá trị bị gãy đổ. Trước khi bão số 5 vào, Công an thành phố Huế đã cùng các ban ngành di dời 501 hộ dân, 2.025 nhân khẩu nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có công điện khẩn số 11 về việc khắc phục hậu quả do bão số 5 gây ra trên địa bàn. Công điện khẩn về việc khắc phục hậu quả do bão số 5 gây ra. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế điện Thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Giám đốc Đại học Huế, Tỉnh đoàn Thanh niên, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế, Công ty Cổ phần Điện lực Thừa Thiên Huế, Viễn thông Thừa Thiên Huế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế, các cơ quan trung ương, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Vào sáng ngày 18 tháng 9 năm 2020, cơn bão số 5 đã đổ bộ vào tỉnh Thừa Thiên Huế và đã gây thiệt hại về tài sản của các tổ chức và người dân trong tỉnh. Hệ thống cây xanh trên các tuyến đường, công viên bị đổ gãy rất lớn, ảnh hưởng đến giao thông, cảnh quan và môi trường. Nhằm khắc phục kịp thời hậu quả cơn bão gây ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 1. Ủy ban nhân dân các cấp rà soát, thống kê thiệt hại do bão gây ra trên địa bàn để kịp thời hỗ trợ, thăm hỏi, động viên người dân khắc phục thiệt hại. 2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp huy động lực lượng để hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, tổng vệ sinh, thu dọn cây đổ gãy trên địa bàn từ chiều ngày 18 tháng 9 năm 2020 đến ngày 20 tháng 9 năm 2020, cao điểm là ngày Chủ nhật xanh 20 tháng 9 năm 2020. 3. Công ty Cổ phần Điện lực Thừa Thiên Huế, Viễn thông Thừa Thiên Huế khẩn trương tổ chức kiểm tra hệ thống đường dây điện, dây viễn thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác để khắc phục kịp thời, đảm bảo nhu cầu sản xuất, công tác và sinh hoạt cho các cơ quan, doanh nghiệp và người dân. 4. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục huy động lực lượng để hỗ trợ chính quyền địa phương và người dân khắc phục hậu quả cơn bão. Phối hợp với chính quyền địa phương tổng vệ sinh, dọn dẹp hệ thống cây xanh bị đổ gãy, đảm bảo lưu thông trên tất cả các tuyến đường. 5. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức phát động lực lượng thanh niên phát huy vai trò ngày Chủ nhật xanh, hỗ trợ người dân tổng vệ sinh trên phạm vi toàn tỉnh từ chiều ngày 18 tháng 9 năm 2020 đến ngày 20 tháng 9 năm 2020. 6. Đại học Huế huy động lực lượng sinh viên để hỗ trợ chính quyền các phường tổng vệ sinh đường phố, đảm bảo cảnh quan môi trường sạch đẹp. 7. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương kiểm tra hệ thống cơ sở vật chất, hệ thống cây xanh các trường học để có giải pháp khắc phục kịp thời, đảm bảo điều kiện đến lớp cho học sinh. 8. Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải ra soát, sẵn sàng phương án bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết khi mưa lớn xảy ra,
sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính. 9. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế thông tin kịp thời công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến mọi người dân, các cơ quan, đơn vị địa phương biết để chung tay khắc phục hậu quả do cơn bão gây ra. Phối hợp với các đơn vị, cơ quan địa phương tuyên dương những tổ chức, cá nhân tham gia tích cực hoạt động đồng khắc phục cơn bão đi qua. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu trên. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ đã ký. Những thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 5 trên địa bàn tỉnh sẽ được chúng tôi cập nhật trong những bản tin thời sự tiếp theo. Chương trình sẽ được tiếp tục với những tin tức khác. Thưa quý vị, từ ngày 16 tháng 9 vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ra thông báo toàn bộ hoạt động vận tải hành khách từ Thừa Thiên Huế đi Đà Nẵng và ngược lại được khôi phục trở lại. Công dân đi từ thành phố Đà Nẵng vào Huế chỉ cần khai báo y tế, đăng ký và chịu trách nhiệm về thông tin đăng ký, không cần xét nghiệm PCR và không bị cách ly bắt buộc. Do nhu cầu đi lại giữa hai tỉnh liên kề tương đối lớn, đồng thời số người dân bị mắc kẹt do dịch COVID-19 tại Đà Nẵng vẫn còn nhiều, nên những ngày này lượng người từ Đà Nẵng ra Thừa Thiên Huế là khá lớn, dẫn đến tình trạng quá tải tại các chốt kiểm soát y tế. Phản ánh của phóng viên thời sự. Chốt kiểm dịch số 4 phụ trách kiểm dịch người đi trên xe khách, xe con từ phía Nam Thừa Thiên Huế trở ra. Lượng người tới khai báo y tế trong hai ngày 16 và 17 tăng đột biến. Mỗi giờ có hàng trăm lượt người di chuyển trên các xe con, xe khách từ Đà Nẵng ra Thừa Thiên Huế vào chốt kiểm dịch số 4 để làm thủ tục khai báo y tế. Lực lượng của tụi em thì một cái trực tâm cỡ khoảng 10 bạn đoàn viên thanh niên thì lực lượng nó khá mỏng. Nhưng mà người dân thì họ lại không tìm hiểu kỹ cái thông tin. Người ta không, rất ít người chủ động từ đăng ký khai báo y tế, đăng ký lưu trú vào Thừa Thiên Huế trước khi ra Huế. Nên vào chỗ tụi em có những biện pháp như là hướng dẫn người ta tự động khai bằng smartphone. Chỉ những người già, người không có smartphone thì tụi em mới là hỗ trợ đăng ký. Nhưng như vậy cũng không đủ. Như anh thấy vào phía trong bây giờ, hiện tại người dân vẫn đổ về rất nhiều và lực lượng của tụi em vẫn đang quá tải. Để giảm áp lực tại các chốt kiểm dịch, tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai khai báo y tế qua mạng tại địa chỉ tương tác thuythienhue.gov.vn/khai báo. Người dân xuất trình kết quả phê duyệt tại chốt kiểm tra liên ngành để vào tỉnh Thừa Thiên Huế. Nếu chưa khai báo trước qua mạng, người dân phải tiến hành kê khai tại chốt kiểm tra. Yêu cầu thì em đề xuất thì về phía tỉnh và kết hợp với phía Đà Nẵng thì phải tuyên truyền vận động người dân là chủ động khai báo y tế trước khi vào Huế. Khi đó mới là cái lưu lượng người vào Huế, và khi mà người ta chủ động đăng ký vào Huế rồi, vào chốt tụi em trong vòng 1 phút đến 2 phút tụi em đã giải quyết cho người ta đi được rồi. Việc khôi phục lại tuyến vận tải hành khách tuyến Huế Đà Nẵng và chiều ngược lại không chỉ giải quyết được lượng người bị kẹt tại tâm dịch Đà Nẵng mà còn giúp cho hoạt động thông thương giữa tỉnh Thừa Thiên Huế đối với các tỉnh thành lân cận phía Nam trở lại bình thường. Tuy nhiên, không vì thế mà chủ quan lơ là, nguy cơ bùng phát dịch trở lại vẫn còn hiện hữu. Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khuyến cáo công dân từ thành phố Đà Nẵng đến Thừa Thiên Huế và trở về lại Đà Nẵng trong ngày phải tự theo dõi sức khỏe. Đối với người lưu trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế trong 3 ngày phải khai báo y tế tại địa phương và theo dõi sức khỏe. Đối với người lưu trú trên 3 ngày thì phải khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe, tự cách ly tại nơi cư trú đến ngày 25 tháng 9. Đặc biệt, hạn chế tiếp xúc với người địa phương, nghiêm cấm việc tham gia các sự kiện đông người, không đến các tụ điểm đông người như khu vui chơi giải trí. Năm 2020, từ nguồn vốn khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương, Sở Công Thương hỗ trợ cho nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, đầu tư thiết bị máy móc, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu cạnh tranh của thị trường. Theo đó, Sở Công Thương đã hỗ trợ gần 200 triệu đồng cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hữu cơ Huệ Việt để đầu tư thiết bị máy cắt laser và máy sấy lạnh. Ngoài nguồn vốn khuyến công hỗ trợ, công ty còn đầu tư gần 270 triệu đồng để đảm bảo đủ máy móc đầu tư. Với hệ thống thiết bị này, công ty đã đưa vào vận hành sản xuất ống hút và sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ cây cỏ bàng. Có hệ thống thiết bị máy móc này, doanh nghiệp nâng cao năng suất sản phẩm, tiết giảm được lao động mà sản phẩm còn đảm bảo an toàn vệ sinh khi sản phẩm được sấy, hớp, tiệt trùng bằng máy móc. Được biết, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Sở Công Thương vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền nghiệm thu đề án Khuyến công quốc gia 2020 về đầu tư thiết bị máy móc tại cơ sở sản xuất đệm bàng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hữu cơ Huệ Việt tại xã Phong Bình. Thưa quý vị, Tử Hà là phường trung tâm của thị xã Hương Trà. Kể từ khi hình thành khu công nghiệp phía Tây của phường đến nay đã gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân,
nhưng vẫn chưa có biện pháp khắc phục hiệu quả. Thực trạng này đã diễn ra trong một thời gian dài, nhưng vì sao lại chưa có biện pháp xử lý hiệu quả? Phóng sự sau sẽ đề cập cụ thể vấn đề này. Người dân sống trên các tuyến đường độc lập thống nhất Kim Trà của phường Tử Hà thị xã Hương Trà và những ai tham gia lưu thông trên các tuyến đường này luôn sống trong nỗi ám ảnh bởi vấn nạn ô nhiễm nghiêm trọng. Lưu lượng xe cơ giới lưu thông với mật độ dày đặc, nhất là các phương tiện có tải trọng lớn như xe tải, xe ben chở đất đá được khai thác từ một số mỏ trong khu vực. Trong đó cũng không loại trừ nhiều phương tiện chở quá tải không che chắn hoặc chỉ che chắn một cách sơ sài để đối phó nên đất cát rơi vãi xuống mặt đường gây ô nhiễm, nhất là vào thời điểm mùa hè. Chúng tôi mong sao trong thời gian tới các cấp các ngành, đặc biệt là các cái xí nghiệp hãy cố gắng làm thế nào đó tìm mọi cái biện pháp tốt nhất để xử lý cái nguồn ô nhiễm ở khu vực phía tây của tổ dân phố chính chúng tôi, đặc biệt là vùng Tử Hà. Tôi được tin được biết là cấp trên như vậy là giải quyết 2 hectare đất để cho cái công ty Hùng Đạt đầu đổ xe, thế nhưng mà không biết bây giờ 2 hecta đó dùng vào việc gì, nhưng mà xe của Hùng Đạt, công ty Hùng Đạt ấy, là đầu ngấn ngang. Tôi đề nghị cấp trên các ngành chức năng có cái giải pháp xử lý nghiêm để giữ trật tự và bảo đảm vệ sinh môi trường cho khu vực dân cư ở đô thị. Theo người dân sống trên các tuyến đường này, bên cạnh việc ô nhiễm, không ít xe tải lớn của công ty cổ phần vận tải Hùng Đạt còn đầu đổ ở nhiều nơi không đúng quy định, vi phạm quy tắc trật tự đô thị, gây cản trở giao thông. Nguyên nhân là do diện tích đất của công ty này được cấp để làm xưởng sửa chữa cơ khí và làm bãi đầu xe lại được sử dụng làm bãi tập kết cát và than. Từ đầu năm 2020 đến nay, thì đội đã lập biên bản gần 400 trường hợp và xử lý, trong đó là riêng cái lỗi rơi vãi là hơn 100 trường hợp. Để khắc phục những tồn tại này thì có mấy cái giải pháp sau. Thứ nhất là đầu tư, đề nghị tỉnh đầu tư cái hệ thống đường tỉnh lộ 16 từ Tử Hà lên đến chỗ Bình Điền đấy. Vấn đề thứ hai để phân luồng không cho xe tải đi vào trung tâm của phường Tử Hà của thị xã Hương Trà, thì đề nghị là đầu tư nâng cấp mở rộng cái đường ngoài khu công nghiệp. Thứ ba là đề nghị Sở Giao thông phối hợp với thị xã đề xuất Ủy ban nhân tỉnh quy hoạch cái bãi đỗ xe tỉnh để cho các cái doanh nghiệp mà vận tải có xe đậu ở trên địa bàn ấy có cái bãi đỗ xe. Vấn đề thứ tư là hiện nay là còn 26 hộ dân ở trong cái bán kính từ 50 cho đến 100 mét xung quanh nhà máy Luxy và trước các cái doanh nghiệp mà chế biến vật liệu xây dựng đấy đang có nhu cầu để di dời, thì cái tổng cái kinh phí di dời là khoảng 14 tỷ. Thì đề nghị Ủy ban nhân tỉnh có chủ trương và hỗ trợ kinh phí cho thị xã. Tình trạng ô nhiễm trên các tuyến đường này sẽ được giải quyết khi con đường ngoài vành đai khu công nghiệp Tử Hà nối tỉnh lộ 16 đến đường Tránh Huế giai đoạn 2 được hoàn thành. Theo đó, xe chở vật liệu xây dựng không còn đi qua đường trung tâm Tử Hà nữa. Tuy nhiên, trong khi phải chờ đợi việc bố trí nguồn vốn thực hiện thì rất cần ý thức tự giác của các chủ phương tiện, các chủ doanh nghiệp vận tải. Và cũng đã đến lúc cần sự vào cuộc, xử lý mạnh tay của lực lượng chức năng đối với những trường hợp vi phạm, đảm bảo sức khỏe, sự an toàn của hơn 200 hộ dân trong khu vực và những ai tham gia giao thông trên các tuyến đường này. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.